Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Giảng Lọn TV. Thì bắt đầu video thì em bắt đầu lại có mấy cái bàn phím này mới về các bạn ạ. Em nghĩ bàn phím này thì có thể các bác sẽ kiểu như là thay cho những cái laptop ấy, bị hỏng bàn phím, em nghĩ là hợp lý này. Đó, bên ngoài nó còn nguyên tem đây, nó có cái ni non đấy, nó ni non nó bao bọc này. Đây, em vừa bóc rẻ ra này cho các bác này. Đó, đây vẫn tắt mở này, vẫn lên nguồn các bác nhé. Đó, lên nguồn này, đây, tắt này, mở này. Đó, thử bấm nút này thì nó sẽ hiện ra cái wifi nhấp nháy này, biểu tượng wifi nhấp nháy này. Thực ra thì em cũng không biết sử dụng này nó như thế nào, vì giờ em không có cái laptop nào ở đây để em test thử ấy. Em cũng không biết cách kết nối con này với laptop như nào. Nhưng em nghĩ là con này, các bác mà dùng laptop mà chẳng may nó hỏng bàn phím thì đúng này, gọi là bàn phím rời bên ngoài nó hợp lý, rất là nhỏ gọn, nó rất nhẹ các bạn ạ. Đó, rất là nhẹ, rất nhỏ gọn nhá. Em sẽ đo thử mà xem nó dài khoảng bao nhiêu phân, em nghĩ là nó sẽ thoải mái cho các bác dùng này. Đây, chiều dài của nó là 25 cm này, khoảng 25 này, gần 25 cm. Chiều dày của nó là, xin đây đi, 15 cm các bác này. Đó, chiều dày của nó 15 này. Chiều to của nó 15 này. Dày con này thì khá là mỏng các bạn ạ. Đó, chỉ khoảng 5, 0,5 thôi. Nó trên này xem nào. Đó, trên này nó cũng chỉ khoảng 1 đây. 6, 0,6 mm các bạn. Đó, 0, 0,6 cm. 0,6, 0,7 đó. Đó thì hiện tại em có hai con các bác nhé. Một con màu đen và một con màu trắng này. Con nào em test đều lên nguồn hết nhé. Đấy, đều lên nguồn hết này. Bấm con nét vào. Đó, con nét phát là đèn này nó sẽ nháy ngay. Thì hiện tại giờ em có hai con này về. Thì em sẽ bán cho các bác nào mà lấy đi. Thì em sẽ để cho các bác là 100 ngàn một con nhé. Bác nào mà lấy cả hai con thì em sẽ bớt cho các bác một ít. Thì nếu bác nào lấy cả hai con thì gọi là chuyển khoản em miễn ship đi. Đó, bác nào lấy cả hai con này mà chuyển khoản luôn thì em sẽ miễn ship cho các bác nhé. Rồi, ok, để em sẽ chuyển sang con khác. Nói chung giá em đang lên thì gần như bằng rẻ bằng một nửa so với người khác bán rồi. Tiếp tục thì em mới về thêm cái con này, nó gọi là máy đo nồng độ oxy này và nhịp tim trong cơ thể mình này. Đó, hàng nó mới về, em về được có hơn chục con thôi, còn mới nguyên bác nhé, còn nguyên bục này. Nói chung là trong quá trình vận chuyển nó hơi rập rap một tí, nhưng mà em gửi cho các bác em vẫn phải bọc cẩn thận. Đó, vẫn hàng vẫn mới này, vẫn có cả cái nylon vẫn đang dán nguyên nhá. Cái này chạy bằng pin tiểu bác ạ, pin loại pin nhỏ nhỏ đấy. Đây các bác này, pin loại pin bé bé này này. Đó, đây thì em sẽ test cho các bác luôn này. Cái này gắn hai quả, chạy một lúc hai quả luôn. Đó, lên này bác này. Đây, ví dụ em là test cho bác này. Đó, thấy không? Ở bên ngoài nó không nháy đâu ạ, nhưng mà ở trong video thì cái tần số quay nó sẽ bị nháy 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 kiểu này. Bên ngoài thì xem bên này nó không nháy đâu, nó chỉ có cái vạch này này, nó lên lên xuống xuống thôi. Đó, rất là nhạy các bác nhé. Đây, nhịp tim là 80 này, 81 này. Nồng độ oxy trong máu của em là 98 này. Đó, bên ngoài sao không hiểu sao bên ngoài nó không nháy đâu mà sao vào trong video nó nháy nhộn này đấy, tài nhỉ. Đó, còn cái này bấm nút này nó lộn ngược lại này, nó lộn ngược lại, mình xem ngược lại như này này. Đó, đây giờ nó lại đo lại rồi, em vừa mới dịch tay đi nó lại đo, phải mà phải đo lại. Đó, đây bấm này nhá, đấy, nó quay ngược lại này. Đấy, như kiểu là người đối diện mình ấy họ xem này. Còn như này là mình đo cho mình xem luôn này. Đó, nhịp tim 77 này, nồng độ oxy vẫn giữ nguyên 98. Ra bên ngoài nó không nháy mà sao ở đây nó nháy rất nhạy các bác nhé. Bỏ tay ra cái là nó tắt luôn. Đó, thì hiện tại con này em đang bán cho các bác giá cực kỳ rẻ luôn này. Em bán cái này cho các bác, con này là giá 50 ngàn một con. Nói chung các bác mà tìm trên thị trường em nghĩ con này chắc phải tầm khoảng hơn 100 ngàn. Này, em nhìn trên nhiều shop họ bán là giá tầm khoảng 200 300 ngàn một con ấy. Em bán cho các bác con này là 50 ngàn một con nhé.
Số lượng thì không có nhiều, số lượng chỉ có tầm khoảng hơn chục con thôi. Đấy, bác nào nhanh tay đặt thì còn, còn không là hết thì là hết được. Còn không biết bao giờ nó mới về lại. Đó, để em sẽ quay sang cái món khác nhé. Tiếp tục thì em lại có một cái đồng hồ đo như kiểu đo tốc độ vòng tua các bạn ạ. Em không biết này nó làm như thế nào hay là tác dụng nó như thế nào cả. Đó. Hàng nó vẫn còn mới nguyên ở trong cái hộp bên này này. Em còn chưa cạy nó ra luôn đấy, chưa biết cạy cái gì ra. Đây, à đây, ra đây là nó có cái dây để các bác đấu lối này, đó. Cái này em cũng chưa 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 ấy đâu, đây có 4, 6, 8 gì ấy, em chả biết thôi, biết tác dụng nó là gì luôn đấy. Này có núm vận chỉnh được này. Đó, thì bác nào mà làm về chắc là xe máy hay là về động cơ ấy. Đây, dưới nó còn có cả cái đế để mình gắn sang là bác này đó. Thì bác nào làm về động cơ thì có thể lấy cái này về để đo test biết về tốc độ động cơ như nào, thì cái đấy em cũng không nắm rõ nhá. Đó, không đến lúc các bác lại bảo là ấy, vì cái này em cũng chưa hiểu cái này nó chạy như nào luôn đấy, chưa hiểu luôn. Đấy, nó còn nằm nguyên trong bục như này này, em vừa lấy về có 2 cái thôi. Đó, thì bác nào lấy thì báo em, con này em sẽ tính giá cho các bác là 100.000 một cái nhá. Hình như em thấy trên mạng cái này tầm 250-300.000 một cái sao ấy, em không nhớ chính xác giá của nó là bao nhiêu. Đó, thì em sẽ để các bác là 100.000 một cái, em có 2 cái thôi. Rồi. Tiếp tục từ đây em có một cái này em thích trên mạng ấy, nó vẫn mới nhưng mà đâm để nó hơi bụi đây. Vừa lấy về nó hơi bụi này, đó, nó không có hộp này, chạy bằng năng lượng mặt trời này. Con này thì đấy, em cho các bác nghe tiếng của nó nhé. Đó, nó cạch cạch kiểu gì các bác ạ? Nó phát ra như nó phát ra cái âm thanh để mà đuổi như kiểu đuổi côn trùng, đuổi tác nhân, những cái dòng như côn trùng, rắn rết, linh tinh, chuột bọ, chim chiếc ra khỏi vườn. Đó, thì loại này em cũng không biết tác dụng của nó như nào. Đây, chỉ biết là nó có cái số này, đó, 1, 2, 3, 4 này. Số 5 là cao nhất này, đây, để này 5 là cao nhất này. Cái này cũng không biết, này nó chạy bằng pin, phía đây, ở đây nó có pin này. Đây, 5V. Cái này các bác có thể chế về, có thể chế được cái pin 1850, chắc em nghĩ chắc chạy được ấy. Em vào đây này, thấy với sạc thì chắc là chả cần sạc đâu. Đây, dưới này nó có cái gì đó. Ở đây cổng sạc của nó như thế này bác này, đó cổng sạc này. Giờ em để ý luôn vì cái này vừa lấy về xong các bác ạ. Đó, con này bữa trước em lấy về 1-2 con nhưng mà bán cũng hết rồi. Đó, thì con này về vẫn bán giá bằng giá bữa hôm nọ nhá, là 200.000 một con này. Đó, có đèn năng lượng mặt trời này, các bác có thể treo ngoài trời đuổi những cái kiểu nhà có nhiều rắn rết linh tinh này kia, gắn vô chỉnh. Đó, em thấy cái đèn này nó sáng 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 này đấy, nháy nháy nháy. Không biết là tác dụng của nó chạy, nó chạy như nào em chưa hiểu đâu. Chỉ biết là nó chạy là dùng đuổi côn trùng, tác dụng của nó là thế thôi. Trên mạng nó bán em check thì như cũng tầm 400-500 nghìn cái này ấy. Có rẻ nhất thì như bán tầm 380 đó. Nên em sẽ bán 200 nhá. Rồi, ok. Tiếp tục đây em lại có một bộ xăm tattoo này, đó. Đây, vẫn còn nguyên hộp mới cứng luôn này các bác này. Đó, vẫn còn nguyên hộp nha. Hàng vẫn mới cứng luôn, em cũng chưa sờ chạm đâu. Dòng này em không biết là xịn hay là không xịn. Rồi, chắc này gắn vào cái này à? Đó, cái này gắn đây. Cái này, chân con này nhìn nã nhỉ? Cái này em không có nguồn để test thử rồi. Đây, như nó có cái đầu kim xăm các bác này. Đó, cái này chắc chắc đúc vào đây. Em không biết là tác dụng của nó chạy như thế nào, vì dòng này em không tìm hiểu qua. Thì con này bác nào lấy em để cho bác là 300. Hàng vẫn còn mới nguyên này, nó còn nguyên trong hộp luôn nhé, nhé. Đấy, nguyên trong hộp này. Chính xác của nó thì giá thị trường của nó em hình như bữa của em mới check con này như là giá tầm khoảng 500 hay 550 con này. Thì em sẽ để cho bác là 300.000 một con nhé. Rồi, tiếp tục đây em có một cái mic thu âm này. Đó, nó cũng giống gần giống như cái em đang dùng. Đây. Bữa em dùng cái này này, vì chân cái này là chân tay si.
Em mua cái này là hơn 300 ngàn cái này, 360 mấy ngàn hay 370 mấy, còn nó còn đang có khuyến mại em mới mua được giá đấy. Đó, con này em mua là một mic và một thu âm gắn liền với tai C này, đó. Thì nó tự động nó kết nối đó bạn ạ, bật lên cái này nó tự động kết nối luôn thôi. Gắn vào nó kết nối. Đó, như con này cũng là một mic và một đấy này, nhưng con này nó lại là chân chân dành cái iPhone đó bạn. Nó bác nào mà quay Vlog hay là quay gì bằng trên iPhone thì em nghĩ là chuẩn bài này. Dùng rất là dễ bác nhé. Đó. Nhưng sạc con này nó lại ở đây sạc con sạc iPhone này. Đó. Cái này lại cho kèm chân tai C à. Hình như cái mic này mic tai C này bác này. Mic này mình thu âm này. Con này nhìn ấy vẫn sáng đấy bác, đó đèn vẫn sáng này. Vẫn có điện nhá. Em là không có cái iPhone nào để test rồi. Đó, em không có một iPhone nào test thì đó thì bác nào lấy cái này thì coi như em bán cho bác về dùng 180 ngàn đi. Đó. Vì con này em cũng không có con iPhone nào để test thử con này nó chạy như thế nào. Thì bác nào lấy em lấy cái này là 180 ngàn nhá. Đây. Đấy, bác về bác gắn một cái đầu thu này, đây đầu thu iPhone như này này, bác gắn vào đây cho em. Đây nó máy tại iPhone này và một đầu bác gắn nó ngay cổ áo này là dùng ok này, đó. Chạy bằng sóng 2,4G. Thì tiếp tục em có một cái đây nó còn nguyên trong bao này nhá, em không muốn bóc ra đâu. Đây nó còn mới cứng luôn này, nguyên trong bao này. Cái này em không biết nó là cái gì, nhưng em nghĩ nó là ở trong xe máy mà. Đó, các bác nhìn này. Em nghĩ như cái này nó chạy xuống cái chế hay là cái gì đấy nhỉ, ở cái xe máy ấy. Thì bác nào lấy cái này nhá, em để cho các bác giá rẻ này 50 ngàn một con này đó, về các bác nào chế chéo hay là gắn vào xe máy như nào đó thì các bác lấy nhá. Thì em lấy trên thị trường họ bán cái này nhưng cũng tầm khoảng hơn 100 ngàn đấy, thì bán cho các bác là 50 ngàn, không biết đắt rẻ nào, bán cái này 50 ngàn cho các bác vì đây còn nguyên nằm nguyên trong túi này, em không bóc ra nhá. Tiếp theo có một cái máy, cái này em check trên mạng, nó là cái máy kiểu như máy test test cái bình ắc quy đó, test từ như là từ 6V cho đến 18V thì phải. Có cái là máy này như nó gần như kiểu máy kiểm tra dung lượng với cả kiểu em không biết nó là cái kiểu như là kiểu nó kiểm tra sức khỏe của ắc quy ấy. Đó, đây hình như chân sạc của cái máy này là cái cổng này này. Đó. Đây là em sẽ test cho các bác nhé. Còn mới nguyên này đó, nó còn đang gói dây rất đàng hoàng này. Đây em thử cắm ở đây đi. Đó, kẹp thử này. Đó, nó lên luôn này các bác này. Đó, nó lên này. Đó, kẹp xe ô tô này, xe máy này. Đây, để em có thể gần gần các bác nhìn này. Ô tô này, xe máy miệng đồ thần loại này, em không biết này là như nào. Đó. Em nhìn này chúng em cũng chưa hiểu lắm đâu. Mẹ cái gì đó. Đó, đây là như kiểu nó đang kiểm tra sức khỏe các bác này. 18 này, hình như đến 3V hay sao các bác ạ. Đó. Hình như kiểm tra đến 3V hay sao. Đó, max 12 này, min 1,9 này. Đang kiểm tra như kiểu gì em không hiểu cái này lắm. Cài đặt này, lan wick này, tiếng này, đây rất nhiều thứ tiếng các bác nhé, Bồ Đào Nha, Italia, đủ thể loại này. Tiếng Pháp, tiếng gì đây này, tiếng này, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gì đấy, Espanol này, tiếng Pháp này, tiếng Anh này, chắc có là tiếng Trung, không có tiếng Việt Nam, không tiếng Việt Nam em chịu rồi. Cái này là in ra cái gì đây, update cái gì em không hiểu. Đấy, ví dụ nó chạy này, đó, rất nhiều kiểu test. Này có nghĩa là bác nào mà làm về
xe máy hay ô tô hay là những cái gì mà kiểu như cần kiểm tra và quy cho khách ấy, thì em nghĩ là lấy cái này là hợp lý này đó. Chứ còn thực ra thì em cũng không nghiên cứu về cái này nhiều. Như bên ngoài thì cái đèn này nó sáng lắm này, nhưng quay vào trong video tự nhiên nhìn cảm giác nó tối đi rất nhiều các bạn ạ. Đó, nó tối đi nhiều lắm. Không, em chưa hiểu tại sao nó lại nhìn cảm giác nó tối này, hay do đèn của em nó không sáng nữa. Đây, nó đang test này, em chưa hiểu nó test kiểu gì luôn. Nó bấm nó cứ tít 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 tít. Chưa hiểu là nó test kiểu gì. Đó, thì con này em test, em check trên mạng ấy, thì giá nó khoảng 800 ngàn một con này. Đó, thì bác nào mà có lấy cái này về để mà test bình AQ hay sửa chữa AQ ấy, thì lấy cho các bác là con này 400 nhá. Đó, 400. Đây, tình trạng em test đang sống bình thường nhá. Đang kiểm tra bình thường. Em chưa hiểu cách test của nó xử lý như, test nó như nào. Đây, bấm này. Ôi, chưa hiểu in vét cái gì đâu. À, đây này, test pin này bác này. Nó ra nhiều lắm, cái này em không biết vào linh ta tinh họ họ phải chết đấy. Ôi đây, này nó ra bao nhiêu đời, các loại đời như kiểu đời xe máy hay đời đời pin hay sao các bác này. Đó. 3A cái gì này. Ra nhiều lắm. Ôi này mà biết test biết bao giờ cho hết được đống này nhỉ, như kiểu tìm từng loại pin luôn là sao các bạn đó, từng loại pin từng loại mã số luôn này, này nhiều lắm là này, cái như này hàng trăm cái loại pin biết đấy bạn đó. Thôi em phát ra nhé. Này vẫn là test này. Đó, chức năng nó chỉ có như thế thôi. Thì em không biết sử dụng như nào đâu, có nghĩa là chỉ thấy là nó rất là nhiều nhiều loại, kiểu nhiều cách để mình xử lý ấy. Bác nào giỏi tiếng Anh thì có thể về xử lý loại này thôi, chứ còn như em thì học dốt ngu nâu đâm ra nó cũng không không hiểu này lắm. Ok, đó thì cái này em sẽ để các bác 400 nhá. Tiếp tục đây, em có một cái đốc sạc này, không biết là hàng chính hãng hay hàng gì đó. Nó sạc pin này, chân này như chân của con Makita DC10 cái gì đây này, DC10WD này. Đó, cái này em test thử rồi, chạy rất là ok. Vẫn sạc bình thường các bác nhá. Đây. Đầu vào từ 100 đến 260V này, 40W này. Đầu ra là từ 10,8 cho đến 12V. Mắc là 1,3 cho đến 3A. Đó. Rồi. Các chân sạc vẫn ngon lành đào. Bữa em test cắm sạc ok, đèn vẫn báo đèn sáng bình thường nhé. Đây đèn nó đây này. Đó, này thì nó bụi đâu bác ạ. Còn hàng vẫn mới cứng luôn, chưa sử dụng lần nào nhé. Em vừa khui bữa ra đây thì vẫn còn nguyên luôn. Đó, con này bác nào lấy em lấy được các bác 100 ngàn. Dùng ok. Có em bữa giờ vừa cắm sạc thử test ok rồi. Còn nếu để mà dùng kiểu sử dụng bình thường thì là em chưa sử dụng đâu. Thì là em cắm sạc test thôi đó, không các bác lại bảo là sử dụng này kia, nhưng em sẽ để các bác nào lấy thì là 100 ngàn một cái nhé, có một cái đúng một cái này thôi, không có nhiều đâu ạ. Tiếp theo đây em có mấy cái mạch mạch loa Bluetooth này. Mạch này là mạch các bác kết nối với ví dụ như các bác biến tai nghe thường thành tai nghe Bluetooth, ví dụ thế. Những cái tai nghe có dây ấy thì các bác có thể gắn kết nối vào, hoặc không các bác cũng đây nó sẵn kèm theo một cọc kết nối này. Bác có những cái âm ni hay là những cái loa kéo kéo mà nó mất mất cái tác dụng, mất cái chức năng Bluetooth, bác mua cái này về đó gắn vào đây này, như này, và bác cắm vào cái chân của cái loa là ok rồi đó. Hoặc không các bác rút này ra, bác gắn cái mic hay cái loa không loa có dây ấy, thì gắn vào đây thành là loa không dây. Bác chỉ cần bật giữ điện để tí này. Con này đấy, con này vẫn lên điện bình thường bác này, đó. Nó là muốn tắt, bấm đây tắt ok. Để tăng giảm âm lượng và lùi bài là ở hai nút này, rất
đơn giản đấy ạ. Đây xe của nó đây ạ. Đó, xe của nó chân ở đây, chân micro USB mini nhá. Thì con này bác nào lấy, em có đang hiện tại đang có còn đúng còn có hai con, bữa rồi em đăng lên thì cũng nhiều bác lấy hết rồi, còn sót đúng hai con này. Thì bác nào lấy em sẽ để là 20.000 một con đấy, giá rất là rẻ. Tự nhiên biến cái loa hay là những cái máy của mình nó hỏng Bluetooth đấy, bác lấy cái này về phát là thành là cái loa mình nó kết nối Bluetooth luôn. Chuyển những cái rắc mà như kiểu 3.5 mà những cái loa không có Bluetooth, các bác không muốn rắc rối mua dây, dụ các bác mua cái dây mất 20-30 nghìn rồi, gắn từ loa cổng kết nối 3.5 ra 3.5 đó, kết nối từ điện thoại sang đó thì nó dùng nó rất là rắc rối, cầm đâu không cầm được. Khi nối Bluetooth này bác sử dụng rất là dễ đó. Thì em sẽ bán là 20.000 nhé. Tiếp tục thì đây em có một ít đèn led này, đây những cái đèn led như này đó, vẫn còn nằm nguyên trong này này. Thì em cũng chưa khui ra để sạc pin cho nó đâu. Đây, đấy. Có màu xanh, màu đỏ, màu trắng này. Còn rất nhiều bác nhé. Đấy, màu xanh. Có chủ đạo chỉ có 3 màu thôi. Xanh, đỏ, trắng. Thì những cái này em cũng chưa sạc điện và em cũng chưa test. Đây, nó kẹp như này. Cái này em có check. Thì nó là cái đèn mà gắn đuôi xe đạp. Đó. Nhiều con nó còn bị mất luôn cả cái kiểu nó bị rách ấy. Rách bao nó mất như con này này. Rách bao nó mất luôn cái ấy mất rồi, à, mất luôn cái dây sạc với cả cái dây buộc đây rồi. Đây thì nó sẽ nháy này, thử bật lên là đó, nó sẽ rất nhiều chế độ nháy nhá. Đây, có một nút nháy đây này, hoặc bấm đây, nó hơi sâu một tí hơi khó bấm đây, chuyển sang tay phải đi. Đó, nó nháy này, hai chế độ này, ba này, bốn này, năm này, 6 này, 7 này. Đó, có tổng cộng là 7 chế độ. Đây, nó có chân sạc ở dưới này này. Đó, chân sạc này. Cũng chân sạc micro USB mini nhá. Thì hiện tại đống này em chắc tầm khoảng còn mấy chục con nữa. Em thanh lý là 5.000 một con. Có nghĩa là em sẽ không bao súng chết. Tại vì hiện tại nó đang nằm nguyên trong túi như này này. Em cũng không muốn bóc nó ra. Thì bác về các bác có thể tháo ra, bác sạc lại. Đó, theo test lại đây em sẽ bán rất rẻ là 5.000 một con thôi, trên thị trường đang bán là tầm khoảng 30-40 nghìn một con này. Đó, còn em sẽ không bao sống trên các bác nhé. Đây đấy, nó rất nhiều loại màu xanh này, màu đỏ này, đây độ dây màu trắng này, đó nó có khoảng mấy chục con nữa là hết đâu. Ví dụ màu đỏ này, đấy rất là nhiều bác nhé, này, màu đỏ này, đó màu có màu đỏ này. Bác nào đấy em giao coi như ngẫu nhiên đi, nhặt ngẫu nhiên cái kiểu xanh xanh đỏ đỏ tím vàng ấy đi. Đó, như bây giờ số lượng nó không có nhiều, nhặt mất và nhặt chọn mà dụ nó không đủ các bác. Đó. Thì em bán rất đơn giản là 5.000 một con, rất rẻ các bác, và các bác có thể tháo lấy mạch cái gì đó. Tiếp tục đây em có 10 cái bơm này. Đó, 10 cái bơm, hình bơm này chạy 5V. Không biết phải bơm này bơm chìm không. Bơm này là bơm chạy 5V này. Đây, em có 10 cái. Và cái bơm lại nhỏ nhỏ như này này, không biết bên trong nó chạy bằng một cái loại không thổi than này là loại quá thổi than nữa. Em sẽ tháo một con ra nhé. Đợi, của nó như này rất đơn giản, thì rất là nhỏ gọn. Chân mà nó như này chắc là hàng bơm chìm sao các bác ạ. Đây, đầu này đầu hút vào này, đầu này đầu thổi ra này, đó rất đơn giản. Như này nó lại không có cái đầu USB các bác ạ. Đó, thì cái này em bán là 20.000 một con, bán cho các bác về chế bể cá kia đấy. Em nghĩ là nó sẽ rất là dễ. Số lượng em chỉ còn 10 con thôi, không còn nhiều nhá. Đó, chứ không các bác đặt nhiều em không có đủ được cho các bác. Em nói luôn là có 10 con thôi. Đó. Rồi thì video hôm nay em kết thúc đây nhé. Hôm nào em lại có hàng ngon ngon em lại quay tiếp cho các bác, chắc là mang cái game lại quay tiếp nhé.